Bảng C, lượt trận thứ 3 vòng bảng CAN 2019 chứng kiến Senegal đánh bại Kenya 3-0. Dù ngôi sao Sadio Mane đã hỏng một quả phạt đền vào phút 29, nhưng anh vẫn kịp có cho mình một cú đúp vào lưới của đối thủ. Còn trong trận đấu cùng giờ, Algeria cũng đánh bại Tanzania bằng chiến thắng với tỷ số tương tự. Bảng D là màn hủy diệt của Namibia 4-1 trước bờ biển Nga, Wilfred Zaha góp một bàn thắng. Trong khi đó, Maroc phải ngạt thở mới có thể thắng Nam Phi mà bàn thắng duy nhất được ghi vào phút 90. Như vậy, 4 tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 được xác định là Algeria, Senegal ở bảng C và Maroc bờ biển Nga của bảng D. Borussia Dortmund tiếp tục tăng cường lực lượng rầm rộ cho mùa giải mới. Đội bóng vùng Ruhr đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ phải Matthew Murray từ lò đào tạo của Barcelona. Cầu thủ 19 tuổi trở thành tân binh thứ 5 của Dortmund trong mùa hè này. Đội bóng vàng đen không phải tốn một xu nào để có được sự phục vụ của hậu vệ trẻ người Tây Ban Nha. Murray được Dortmund chọn là phương án thay thế già lâu cho Lucas Piszczek khi hậu vệ người Ba Lan sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải tới. Trong mùa giải vừa qua, Murray chủ yếu phải dưỡng thương đầu gối. Tuy nhiên, anh vẫn được đánh giá là một trong những tài năng hứa hẹn nhất lò La Masia sản sinh trong những năm gần đây. Trái với nhiều thông tin cho rằng thủ thành Iker Casillas sẽ chia tay Porto, thành Iker ngày hôm nay đã có mặt tại bãi bán doanh của đội bóng Bồ Đào Nha để tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Porto, Casillas sẽ không tham gia tập luyện cùng các đồng đội và tránh các cuộc kiểm tra y tế theo quy định trước khi bước vào giai đoạn tập huấn của câu lạc bộ. Lý do là bởi thủ thành 38 tuổi vẫn đang trong quá trình điều trị cơn đột quỵ trước đây. Theo tiết lộ, Iker Casillas sẽ đến sân tập Porto nhưng để hoàn thiện các chi tiết về việc giải nghệ sắp xảy ra, mặc dù chưa ấn định được ngày chính thức. Nếu giải nghệ, chủ tịch Jorge Nuno Pinto da Costa của Porto đã đề nghị Casillas ở lại câu lạc bộ để đảm nhiệm một vai trò hành chính. Cuộc đàm phán giữa Chelsea và huấn luyện viên Frank Lampard đã đi đến hồi kết. Theo nhiều nguồn tin, Ballon d'Or Blues đã đạt thỏa thuận chiêu mộ huấn luyện viên người Anh từ câu lạc bộ Derby County. Đội chủ sân Stamford Bridge đã đồng ý chi 4 triệu bảng để mua lại hợp đồng của huyền thoại 41 tuổi. Frank Lampard sẽ làm việc cho đội bóng cũ với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương 5,5 triệu một mùa. Frank Lampard gây ấn tượng mạnh khi dẫn dắt Derby County trong mùa giải vừa qua. Anh góp công giúp Derby lọt vào trận chung kết playoff thăng hạng Premier League. Tiếc rằng họ đã nhận thất bại trước Aston Villa. Theo truyền thông Anh, Rafael Benitez đã đạt thỏa thuận tới Trung Quốc để dẫn dắt câu lạc bộ Đà Liên Di Phan. Theo dự kiến, thương vụ này sẽ được Đà Liên công bố vào ngày 2 tháng 7. Tại đây, Rafael Benitez sẽ được hưởng mức lương 12 triệu bảng, gấp đôi mức đãi ngộ mà ông nhận tại Newcastle. Đà Liên Di Phan là câu lạc bộ giàu tham vọng của giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Họ hiện đang sở hữu nhiều ngôi sao lớn từ chơi bóng tại châu Âu như Marek Hamšík hay Yannick Carrasco. Về phần Newcastle, đội bóng này đang liên hệ nhiều nhà cầm quân, trong đó có Sergio Conceição của Porto được xem như ứng cử viên sáng giá nhất. Sau nhiều đồn đoán, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Nhật Bản Akira Nishino làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, chiến lược gia 64 tuổi sẽ đồng thời dẫn dắt U23 Thái Lan khi huấn luyện viên Alexandre Gama đã nộp đơn từ chức cách đây không lâu. Giai đoạn thành công nhất của huấn luyện viên Nishino ở cấp câu lạc bộ là khi ông dẫn dắt Gamba Osaka vô địch quốc gia 2005 và lên ngôi tại AFC Champions League 2008. Tuy nhiên, dấu ấn đáng nhớ nhất của chiến lược gia 64 tuổi phải là thành tích lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018 cùng với đội tuyển Nhật Bản trước khi gục ngã đáng tiếc trước Bỉ. Vào lúc 7:30 sáng mai, trận bán kết siêu kinh điển Copa America sẽ diễn ra. Brazil sẽ ra sân trong bối cảnh thiếu vắng Richarlison vì chấn thương, còn khả năng ra sân của Fernandinho vẫn còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Argentina lại có đủ binh hùng tướng mạnh. Trận siêu kinh điển của bóng đá Nam Mỹ mất đi sự hấp dẫn vì thiếu cuộc so tài giữa Neymar và Messi. Tuy nhiên, tính hấp dẫn không hề mất đi, dù đây chỉ mới là trận bán kết. Argentina có lợi thế một cái tên là Messi, nhưng nó cũng có thể là điểm yếu của chính họ. Liệu Leo sẽ có cơ hội thi đấu ở trận chung kết thứ 3 liên tiếp, hay Brazil viết tiếp giấc mơ vô địch ngay trên sân nhà của chính họ? About